tất cả các quý cô xinh đẹp. Ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ gợi ý cho mọi người một set đồ để mọi người mặc trong thời tiết giao mùa. Mặc trong thời tiết giao mùa thì không có nghĩa là chúng ta sẽ mặc quá ấm áp hay là sẽ che tất cả các khuyết điểm mà lại không sang trọng, đúng không nào? Set đồ này thì với tông màu là màu xanh lá, một màu vừa thời thượng, vừa sang trọng và ít đụng hàng. Ở phần trên thì mọi người có thể thấy là phần áo được thiết kế vô cùng lịch sự, kín đáo nhưng mà lại vô cùng thủ công sang trọng và cực kỳ cầu kỳ. Với cái phần cổ, thiết kế cổ leo này, có một bông hoa 3D thủ công ở đây và nối dài xuống dưới thân áo như thế này. Ngoài ra thì ở chính giữa sẽ là kéo khóa, là mọi người mặc cũng cảm thấy rất là tiện. Ở phần tay thì được thiết kế tay bồng nhẹ thôi, và được thiết kế tay dài như thế này thì vừa che khuyết điểm này mà vừa điệu đà, đúng không nào? Phần cổ thì được thiết kế dáng cổ tin nhẹ nhàng. Nếu mà thời tiết lạnh hơn thì mọi người có thể sử dụng thêm một chiếc khăn cũng vô cùng phù hợp nhé. Ở phía bên dưới thì được thiết kế chân váy bút chì, nhưng mà với chất liệu blend thì cái chất liệu này lên form siêu chuẩn này, và đặc biệt là nó có độ co giãn nhẹ nhàng nên là khi mà chị em mặc thì không cảm thấy khó chịu gì cả. Set đồ này thì mọi người có thể mặc được cả đi làm, cả đi gặp gỡ đối tác, đi hội nghị, đi ký kết hợp đồng, Phương nghĩ là đều phù hợp nhé. Nếu mà mọi người thích set đồ này giống như Mai Phương thì hãy ngay lập tức để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc rồi. Hãy đến và tậu ngay cho mình cái set đồ vô cùng đặc biệt này nhá.